Bây giờ đã vẽ cái quai này á, thì chúng ta sẽ dùng công cụ pen, cũng là không màu, và cái viền màu đỏ ha, độ dày tầm 0,1 thôi, mỏng mỏng thôi. Ta sẽ vẽ cái đường viền của nó trước. Thì bây giờ ở đây vẽ chính xác á, thì chúng ta nên mượn cái này qua nè, mượn lại hai hai cái vành bên trong á. Cái vành bên trong á, cái này là một nè, ship cái này là hai nè, mượn hai vành bên trong. Và chúng ta sẽ Ctrl C, Ctrl F copy dán tại chỗ và mang sang bên trái. Đó, tức là mượn lại hai cái vành trong cùng nè. Đó, để có cái để làm. Rồi, chúng ta có thể là lấy cái này mình chuột phải, mình sẽ chọn Release Compound Path. Bỏ cái thuộc tính này ra, tức là cái này mình đã trừ rồi đúng không? Mình có thể Release được. Release xong rồi mình mới bỏ cái viền ngoài đi. Mình vẫn mượn cái này thôi và cho nó không màu. Viền màu đỏ 0,1, tức là mượn lại cho nó chính xác đó, mà cho nó chính xác luôn ha. Cái này cũng vậy nè, chuột phải Release Compound Path, thì nó quay phim lại ha. Rồi sau đó cái viền bên 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 ngoài chúng ta bỏ đi, lấy bên trong vẫn trả về không màu và viền màu đỏ đó, và 0,1 thôi. Rồi thế thì nhờ hai cái này chúng ta dùng pen chúng ta vẽ, dùng pen chúng ta vẽ thì chúng ta sẽ chọn một cái điểm lân cận cái này nè, bắt bắt cái này vẽ lên đó. Thì mình tới cái điểm cao nhất là đây nè, mình sẽ vòng ra cho nó một cái, vòng cho nó cái đầu tiên, sau nó xuống dưới đây đó. Thì chúng ta sẽ có được một cái đường thẳng đường cong đầu tiên. Có thể mình quay về mình dùng chuột trắng sửa đôi chút đó. Sau đó sẵn tiện vẽ đường thứ hai thì cũng tương tự như vậy. Sửa lại đôi chút hai cái viền. Sau khi có hai cái viền rồi á, thì chúng ta sẽ mang qua bên phải, mang sang bên phải bên đây đó. Thì mình sẽ cho hai cái viền này là hai cái màu nè, nó nâu sáng là mình tự cho cũng được. Thì theo nguyên tắc đó là cái viền ở ngoài á thì nó sẽ là màu sáng và bên trong màu tối ha. Bên ngoài này cái viền của nó thì nó màu sáng, bên trong nó sẽ tối hơn, đó, sáng tối nè. Thì cái này á, chúng ta sử dụng công cụ blend á, để nó hòa trộn mấy cái màu này lại với nhau. Chọn hai cái này, chúng ta dùng object, nó chọn là blend và make, thì dừng lại đây chút xíu nè. Object, blend, make thì nó sẽ hòa trộn với nhau đó, nó hòa trộn với nhau nè đó, nha. Thì cái màu của nó đi từ xám sang tối đó. Đó thì đó là blend như vậy. Sau khi có này rồi á, thì cái phần chỗ này á, thì chúng ta sẽ vẽ thêm cho nó để nối lại. Chúng ta sẽ mượn lấy cái đường tròn bên này vừa mới tạo thành, giữ nguyên hồi nãy này, mang qua bên phải thì vẫn cho cũ thôi đó. Thì cái này nè, chúng ta sẽ tô màu chuyển sắc cho nó, hút cái hai hút tô màu chuyển sắc bảng màu này thì tô từ trái sang phải, tô cái nền chính á, tô từ trái sang phải. Và cái chiều tô á, là nó cũng dọc theo cái chiều, nó cũng dọc theo cái chiều của cái hình ở trên, song song với nhau đó. Và cái màu sắc của nó thì nó hút màu cho nó giống, bên này thì hút cái màu này và bên bên phải hút cái màu này đó, cho hai cái nó giống nhau. Đó, cái này mình phải vẽ thêm cái mới, vẽ thêm cái mới đó, cho nó lên trên cùng đó, thì nó mới hòa nhập màu với nhau, hòa nhập màu với nhau thì nó mới đúng được nha. Rồi và có thể cho nó ló ra ngoài để nó che lại, cái cạnh kia, và nó ở dưới, cái khoen là được, dưới cái khoen là được. Cái này là chúng ta cho nó dưới cái khoen, nó trên khoen đúng không, cho dưới cái đó, cho dưới cái khoen, nó lọt trong cái khoen và mình sẽ bố trí lên cho nó ăn đó, cho nó vừa che được. Cái này cũng dưới cái khoen luôn đi, không được, để trên khoen. Nhưng mà cái này nó phải, tức là trên trên cái này dưới cái kia.
Ok, cho nó trên cũng được, miễn sao là nó che là được, cái phần này là được, ở dưới cũng được, miễn sao nó che lại là được. Đó. Rồi bên này cũng tương tự như vậy, chúng ta cũng tô một chuyển sắc cho nó, chúng ta tô từ đầu này sang đầu kia. Cái này thì cho nó lên ra trên cùng, đó. Còn cái này nhá, thì chuyển sắc như vậy, và màu của nó thì hút cho nó chính xác này, cái điểm này hút cái màu tối nhưng mà nó có cái màu sáng đó. Hai màu nó khớp với nhau thì nó tuyệt với nhau thì nó mới chính xác được. Cái này có thể ló ra ngoài để chia chia thêm cái này đó, chia thêm cái này chút xíu cho nó đẹp khớp với nhau đó, như vậy đó. Thì khi đó nó ghép lại với nhau thì nó ra được một cái quai của giỏ sách. Và cái phía sau thì chúng ta sẽ copy ra phía sau thế này nè, là những anch, là những anch copy ra phía sau, cái này chấm nằm ở dưới cùng là được đó. Thì cái đó nó ra được nhé này. À, thì đó là cái quai giỏ sách chúng ta làm nha. Nó đặc, nó nhìn từ xa thấy vậy thôi nhưng mà nó đặc, và hai màu này sáng tối nè đó. Thì đó là cách làm cái quai như vậy. Rồi, hãy đổ phim lại.